tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh, sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình cùng các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Studio tối thứ ba, 22:30 hàng tuần trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc, FM 89 MHz. Xin chào, tôi là Duy Thanh. Ngay bây giờ, tôi sẽ mang đến cho các bạn chương trình Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc. Mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với Studio thứ ba đang được trực tiếp trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz. Quý vị thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay, một buổi tối thứ hai với chủ đề Comeback Home, chúng tôi sẽ đưa lại những khách mời đã từng tham gia show và được các bạn vote nhiều nhất trên trang fanpage Facebook của chương trình với từ khóa là Studio thứ ba. Và ngày hôm nay, nhân vật khách mời như đã thông báo trên fanpage của chương trình ngày 8 tháng 12, đó chính là Duy Khánh Jojo. Dạ, xin chào anh Duy Thanh, xin chào anh Duy Thanh và xin chào tất cả các bạn trong studio tối thứ ba. Và ngày hôm nay hình như không phải thứ ba đúng không? Đúng rồi, hôm nay là thứ hai và Khánh trở lại với chương trình. Thứ hai? Ủa, thứ mấy? Ủa, em đi làm em không biết ngày mấy luôn. Hôm nay là thứ ba. Dạ, em xin. Ủa vậy hả? Rất là vui khi gặp lại các bạn trong cái chuyên mục Comeback Home ngày hôm nay ạ. Thật ra thì cái khung giờ phát sóng của chương trình đổi lại so với cái thời điểm ban đầu mà on air cùng với Duy Khánh Jojo, tức là thời điểm mà chúng ta on air là lúc trước là 23 giờ, và bây giờ thì sớm hơn, tức là 22:30. Thành ra thì có một cái sự nhầm lẫn ở đây với Duy Khánh. Yeah. Thành ra thì quý vị thính giả nào mà trong buổi tối ngày hôm nay với sự chào đón nồng nhiệt trên Facebook fanpage của chương trình, thì các bạn hãy thể hiện điều đó với việc là đặt câu hỏi nhiều với Duy Khánh Jojo bằng cách là điện thoại đến tổng đài là 0838337826. Thanh lập lại nhé, tổng đài của chương trình là 0838337826. Hoặc quý vị thính giả có thể truy cập vào fanpage Facebook của chương trình để chúng ta có thể đặt câu hỏi với Duy Khánh. Chỉ cần comment số điện thoại của quý vị ở phía dưới và nội dung câu hỏi thì chúng tôi sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại cho quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cảm giác của Khánh như thế nào khi quay trở lại với chương trình? Cảm giác của em bây giờ rất là hồi hộp. Trời, tại vì nó cũng hơi lâu quá không quay lại, cái tự nhiên cũng rất là run, nhưng mà không sao hết. Hy vọng là mình sẽ có một cái buổi trò chuyện, một cái buổi giao lưu hết sức là vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ có những cái phần đặc biệt. Tuy nhiên thì phần đặc biệt nhất thì chúng tôi sẽ có 5 phần quà tặng dành cho các thính giả kết nối với Duy Khánh Jojo và được bạn ấy lựa chọn là có nội dung câu hỏi hay nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có một cái phần Christmas gift. Tại vì Duy Thanh rất là thích tặng quà Giáng sinh cho tất cả những ai, đặc biệt là các thính giả thân thương của chương trình. Bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một cái thử thách dành cho Duy Khánh Jojo trước đây. Thấy chào mới nhớ là nhắc quý vị thính giả là hãy xem hình ảnh của chúng tôi bằng cách là truy cập vào hai địa chỉ website là vovgiao thông.vn và radiovietnam.vn để chúng ta có thể thấy được hình ảnh live streaming video trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Ngày 8 tháng 12 thì một cái điều đặc biệt là một nhân vật đã từng xuất hiện trong phòng thu ngày hôm nay là sinh nhật của bạn ấy và Thanh, Hoàng Yến Chi Bi, đúng rồi đúng không? Thanh có một thử thách dành cho Duy Khánh là bạn có thể đóng vai trò là cô giáo Khánh và thực hiện một cuộc điện thoại bất ngờ với Hoàng Yến Chi Bi để nói cái lời chúc mừng sinh nhật được không? Chết rồi, bây giờ em không có số của Hoàng Yến, chắc là em gọi máy anh luôn đi ha, tại vì điện thoại em sạc pin rồi. Không, anh sẽ gọi điện thoại bằng máy của cơ quan. Anh nghĩ là sẽ rất là thú vị khi mà Hoàng Yến nhận được cái lời chúc mừng từ tại vì hồi show đầu tiên Comeback Home thì Yến có nói là ủa, kế tiếp là phải Duy Khánh không anh? Nói đúng rồi. Trời, vậy hả? Cũng quen người quen người quen. Dạ, tại vì em với Yến cũng đã từng gặp nhau trong rất nhiều chương trình và những dự án chung với nhau. Dạ. Em thấy như thế nào về Hoàng Yến Chibi nhỉ? Hoàng Yến Chibi là một người khá là thông minh, bản lĩnh và
nói chuyện rất khó nghe. Tại vì nói chuyện với bạn nó, ôi chá, em nói gì vậy Yến, em phải nói chậm chậm lên anh mới nghe được. Ơ, thế em bây giờ em mặc cái này nó là rất là chính tại vì do là bất đồng về cái vùng miền á nên bạn nó còn nói nhanh nữa nên mình không nghe rõ. Nhưng mà Yến là một người rất là dễ thương và là sao ta, Yến khá là hung dữ. Ủa, anh nhớ anh có lưu số điện thoại của Yến mà ta. Vậy hả? Giờ mình nhắn tin cho Yến đi. Đó là đứa số điện thoại. Không có, có một cái số điện thoại của Yến anh nhớ rất là rõ. Tại vì ở trong Facebook của Yến cũng có một cái hiện lên cái số điện thoại ID. Để anh... Em biết cách nè, em biết cách nè. Anh cách sao? Sao? Sao không chuẩn bị trước? Ok, đây là bất ngờ thật sự luôn. Đấy. À đúng rồi. Hay quá, xuất sắc. Chúng ta sẽ thực hiện một cuộc điện thoại với Hoàng Yến các bạn nhé. 1, 2. Các bạn chờ trong giây lát nha. Rồi, tao với khách vừa gọi rồi. Mình gọi lại sau đi. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái trò chơi trước khi đến với cái phần kết nối với các bạn thính giả đã đăng ký với hoặc với Duy Khánh Jojo trong buổi tối ngày hôm nay. À, rồi. À, ở nước ngoài thì có một cái trò chơi là real or not real, thật hay không thật. Dạ. Tức là vào cái thời điểm mà chúng ta mở lòng á thì chúng ta sẽ có những cái chuyện rất là thật. Thì dạ, bây giờ cái phần real or not real thì chúng ta sẽ có 10 câu hỏi thì anh sẽ đưa ra những cái dự định, những cái giả định. Dạ. Và em chỉ cần nói là đúng hoặc không đúng. Dạ. Tức là thật hoặc không thật. Em dạ, không cần phải giải thích gì cả. Dạ rồi ạ. Ừ. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé. Dạ. Là một người đa tình và đào hoa, đúng hay không đúng? Đúng. Đang hẹn hò, đúng hay không đúng? Đúng. Cô giáo Khánh với BB Trần, ai hơn ai? Một option. Hơn về cái gì mới được ạ? Hơn về cái độ hot trên thị trường hiện tại. Nếu mà chắc chắn thì hot, anh BB Trần phải hot hơn em rồi nè. Anh BB Trần còn cao hơn em nữa nè. Rồi anh BB Trần còn giỏi hơn em và còn đa tài hơn em nữa. Rồi, lựa chọn là BB Trần. Dạ. Tiếp theo, có tình cảm với Trân Thành, đúng hay không đúng? Trời ơi, cái gì vậy? Anh không có dùng cái từ tình cảm gì cả. Dạ, không. Không đúng. Tức là tình đúng. Cảm như thế nào mới không, được? Hay là tình cảm, có nghĩa là mến mộ. Vậy thì có đúng. Tình cảm. Có tình cảm với, dạ, với Trân Thành, đúng. Dạ, đúng rồi, chỉ đúng. Cần trả lời đúng không? Đúng. À, có can thiệp dao kéo, đúng hay không đúng? Đúng. Ngủ ngáy, đúng hay không đúng? Đúng, mở ngoặc khi mệt. Mệt, rất mệt, đóng mặt. Make up kỹ càng khi ra đường, đúng hay không đúng? Không, trong những lúc mà không đúng, trong những lúc mà đi những cái công việc quan trọng hay đi quay này nọ thì Khánh mới make up kỹ càng thôi, còn không thì mình để mặt mộc cho da mình nó thở. Diễn mọi lúc mọi nơi, đúng hay không đúng? Không đúng. Không có nhiều thời gian cho gia đình, đúng hay không đúng? Gần như không đúng. Tại vì thật ra cũng không biết nữa, nhưng mà mình vẫn cố gắng cân bằng. Cân bằng nhất có thể, nhưng mà bản thân mình nhiều lúc mình cũng cảm thấy là mình không đủ thời gian dành cho gia đình. Đẹp, body chuẩn, con nhà giàu. Không đúng. Phan chưa. Đẹp, body chuẩn, con nhà giàu với kinh tế trung bình, đẹp, tốt bụng, lựa chọn một trong hai. Lặp lại nha. Đẹp, body chuẩn, con nhà giàu, kinh tế trung bình, đẹp, tốt bụng. Cái số 2. Số 2 là kinh tế trung bình, đẹp và tốt bụng, đúng không? Dạ. Ok. Đó là 10 câu hỏi real or not real. Thì trong cái phần 10 câu hỏi này thì đã xác định được là Duy Khánh đang trong cái tình trạng là relationship. Dạ. Đúng không? Sao vậy? Dạ. Không. Như vậy thì nó đã có một sự thay đổi đáng kể từ khi mà em gặp anh cho đến thời điểm bây giờ. Thật ra thì khoảng thời gian có nghĩa là như vậy. Hẹn hò thì cũng không phải là hẹn hò, nhưng mà bản thân mình cảm thấy được là mình thật sự vui, hay là nói chung là mình cảm thấy là mình đang thích một ai đó thôi, chứ không hẳn là đang hẹn hò. Giống như kiểu thích đơn phương hay là như thế nào đó. Nói chung là cũng chẳng biết được cái mối quan hệ là như thế nào. Và em thật sự không hiểu rõ bản thân em đang muốn gì và cảm xúc nó như thế nào nữa. Nhưng mà nói chung là em đang có cảm thấy là Không xác định rõ. Nói chung là cảm thấy cảm thấy sao? Falling in love hay là như thế nào? Kiểu như vậy, đại khái là như vậy. Nhưng mà kiểu không phải là hẹn hò đâu. Tại vì không có, nãy em tưởng là không được giải thích thôi. Chứ nếu mà gọi là, nếu mà xác nghĩa là có hẹn hò hay không, thì đến thời điểm bây giờ, từ khi em gặp anh, từ khi mà chương trình Studio Tối Thứ Ba này diễn ra và mời em đến bây giờ, thì em vẫn chưa hẹn hò ai cả. Nhưng mà chỉ có cảm tình với người đó từ đó đến giờ.
hình nó sâu quá, nó sâu quá. Sâu quá, sâu quá. Bỏ. Quẹo phải. Rồi chúng ta sẽ cùng tiếp tục với việc là em sẽ đưa ra những cái nhận xét một cái nhận xét, một cái tính từ nào đó khi mà anh nhắc đến một nhân vật nào đấy. Dạ, yeah, ok. Rồi, ok. Đến một cái nhân vật, một cái sự kiện nào đó, em không cần phải đưa ra những một cái cụm từ dài, chỉ cần nói một cái tính từ nào đó mà em nghĩ cây đầu tiên đến người đấy thôi. Ok. Ok, bắt em đầu. Phải nhắm mắt lại. Dạ rồi. Sơn Tùng MTB. Giỏi. Đông Nhi. Nghị lực. Kim Ly. Cái gì? Kim Lý. Body đẹp. Hồ Ngọc Hà. Đỉnh của đỉnh. Trấn Thành. Vi Diệu. Bitch in town. Từ từ. Thẳng, thật nhưng không hài hước, thiếu tinh tế. Phạm Hương. Chuẩn mực của cái đẹp và cái giỏi. Cô giáo Khánh. Khùng điên, duyên dáng, dễ thương, lùn mập. Ủa, khùng, mình nhiều tính từ vậy luôn hả? Dạ, yeah, mình phải ưu ái cho bản thân mình chứ. Rồi, tiếp tục nha. Đại nhân. Nghiêm túc, kỹ tính, tốt bụng. Tốt bụng. Tốt bụng cực kỳ luôn. Là một người hết sức tốt bụng. Và một người mà cảm thấy là nói chung là trong công việc thì rất là nghiêm túc. Nghiêm túc đến cái mức mà trở thành nghiêm khắc luôn á. Nhưng mà tức là cái người cầu toàn quá mức. Đúng chính xác. Đại nhân là một người rất là cầu toàn. Nhưng mà là một người rất tốt bụng, là một người sẵn sàng giúp đỡ người khác. Nhưng mà là đại nhân là một người rất thẳng tính á. Dạ. Tiếp theo cái người còn lại đi, Khổng Tú Quỳnh đi. Khổng Tú Quỳnh hả? Mít ước nè, nhưng mà là một người rất là yếu lòng. Nhưng mà lại là một người cũng là giống như đại nhân vậy đó. Nói chung là không biết cho mọi người như thế nào, nhưng mà đối với em thì Khổng Tú Quỳnh rất là hết lòng vì bạn bè. Là một người là sẽ là kiểu là cho dù chị không có khỏe mạnh, chị không có giỏi giang, nhưng mà chị sẽ bảo vệ em nếu mà em gặp khó khăn. Hồi xưa khi mà anh thực hiện show với Khổng Tú Quỳnh, có một điều mà Khổng Tú Quỳnh chia sẻ với anh rất là hay như thế này. Là bạn ấy tin vào Phật Pháp á. Tức là bạn ấy tin là khi bạn ấy làm việc thiện thì bạn ấy sẽ nhận được lại cái sự hạnh phúc tương tự như vậy. Và bạn ấy có một cái thậm chí là bạn ấy gửi hình người chỉ anh cái cách là tụng kinh đại bi gì đó. Dạ đúng rồi, chú đại bi. Chú đại bi, bạn ấy nói là cứ mỗi lần mà anh gặp khó khăn gì đó anh cứ tụng đi, và mỗi lần em bị yếu lòng hay gì đó em tụng em cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nói chung là mình kiểu mà mình cho tâm trí của mình nó thoải mái hơn. Như vậy. Nói chung là Quỳnh là một người rất tin vào Phật giáo. Và là một người tâm rất lành. Và chỉ có điều là hay quăng miếng anh, hay hài hước, hay tỏ ra hài hước. Nhưng mà hài hước không tới. Nhưng mà rất miếng mà. Nói chung là dễ thương lắm. Quỳnh là một người rất vô tư. Nghĩ sao nói đó, không coi là không còn biết là mọi người nghe mọi người có hiểu không. Cứ nói thả ra, nói thiếu chủ ngữ vi ngữ tùm lum tà la. Nhưng mà rõ ràng em rất là thương Quỳnh, rất là thương. Tại vì em, Quỳnh với là đại nhân là ba người đã từng đồng hành với nhau trong cùng nhau tỏa sáng trong thời gian nhiều qua, đến bây giờ vẫn còn kháng khích cái tình cảm đó. Nói về cuộc thi này thì em đã tìm thấy được mình như thế nào, và sau cuộc thi thì vị trí của em trong lòng của người hâm mộ cũng như là vị trí của em trong cái ngành mà em theo đuổi thì nó có khác nhiều không? Em không biết, nhưng mà bản thân em cảm thấy là mình không thực sự thành công ở cùng nhau tỏa sáng, nhưng mà em thấy là mình đã vượt qua được chính bản thân mình. Tại vì trước giờ em chưa có cơ hội được cọ sát với sân khấu, nhưng mà nhờ cùng nhau tỏa sáng thì em mới được chạm đến sân khấu được, và hơn hết là em được gặp anh Trấn Thành. Một người em rất là yêu thương, một rất là thần tượng trong thời gian trước đây. Thì và hơn hết là em có được những người bạn rất là dễ thương như là BB Trần, Băng Di, Huỳnh Mến, rồi đại nhân Khổng Tú Quỳnh đó. Rồi nói chung là em thấy là qua cuộc thi mình chỉ sợ cho những người mà yêu thương mình. Khán giả người ta kỳ vọng như mình quá thì người ta sẽ thất vọng, bởi vì thật ra trong cuộc thi đó cái team của em làm không có tốt. Em đánh giá là vị trí team em trong top mấy ta? Dạ hợp, tụi em là ở trong top trong 6 đội thì tụi em bị loại thứ hai đó, là có là trong top 5 đó. Top 5 đó hả? Dạ. Nhưng mà sau đó thì em có cái cuộc thi loại ngược dòng đúng không? Thật ra cuộc thi đó chỉ là để giống như là một, em coi đó giống như là một cái tiết mục trình diễn. Tụi em không có đặt nặng vấn đề là chúng ta phải lội ngược vòng, bởi vì chúng ta biết khả năng của chúng ta tới đâu. Và có thể mà mình luôn, có là nhóm em luôn tự tin là nhóm em yêu thương nhau nhiều hơn những nhóm khác. Nhưng mà anh thấy là hình như là em có sự hậu thuẫn của rất là nhiều người, và em là một người tương đối may mắn đúng không? Ví dụ như là trong cuộc sống hay là trong cuộc thi? Trong cuộc sống và cuộc thi. Ví dụ nha. Dạ đúng, chính xác. Anh đưa ra một cái ví dụ như là sau cuộc thi cùng nhau tỏa sáng thì anh em lại có cơ hội tiếp xúc với Trấn Thành, là em lại thêm một bài học kinh nghiệm rất là tốt nữa. Và thêm nữa là em đã có những cái cọ sát khi mà diễn chung với anh ấy.
rồi sau đó thì anh còn nhớ là trước đó thì có biết Tư Đàm thì có đăng những cái tờ hình ảnh liên quan đến em nữa. Dạ. Thì tự nhiên em lại vụt sáng thêm một lần nữa thì đó là một cái may mắn đối với em. Em nghĩ đó là sự may mắn luôn á. Ừ. Tại vì có nghĩa là may mắn trong cái bước đường mà em làm nghề á. Ừ. Em thấy mình được những nghệ sĩ, những anh chị lớn ưu ái cho mình quá nhiều. Ừ. Họ thương mình vô điều kiện, em phải dùng là vô điều kiện luôn á. Ừ. Thương quá thương luôn, có nghĩa là dành hết tất cả những gì có nghĩa là tốt đẹp nhất có thể chỉ bảo cho mình. Ừ. Từ kinh nghiệm, từ kiến thức cho tới những cái gọi là cái cách sống, cái đạo đức nghề nghiệp. Yeah. Nhưng mà anh thấy cái niềm vui và cái may mắn đó thì có được thì cũng là một cái đền bù rất là xứng đáng thôi. Tại vì thực ra thì trong 4 tuần trước nghe em kể về tất cả mọi thứ về bản thân em, về cái sự cố gắng, về cái sự mà để đạt đến cái mục đích ngày hôm nay á. Yeah. Thì cũng trải qua nhiều nước mắt, nhiều cái sự khổ. Yeah. Và em có một cái tính em bị hạn chế là rất là thẳng, rất là thật. Dạ đúng rồi. Tức là em nghĩ gì là em tu lên Facebook, nghĩ gì là em tu lên Facebook, hoặc là nghĩ cái gì là em sẽ nói thẳng với người đó luôn. Có nghĩa là em giống như em giống như anh Trấn Thành nói là em là một người rất là kiểu mà khá là trung thành với cảm xúc của mình. Đúng rồi, cảm xúc của em thì em thể hiện hết cho người khác, tức là em cái kiểu là để ở ngoài á. Em nghĩ là không, em không biết, em không giữ trong lòng được, thà em nói ra cho nó nhẹ người. Ừ. Có nghĩa là em nói ra đôi khi cũng nhận lại được sự đồng cảm. Ừ. Và đôi khi cũng nhận sự dè biểu. Nói chung là em thà là như vậy chứ em không thích giữ trong lòng, sống giữ trong lòng chết mang theo. Không không đó. Thì cơ bản đóng vai trò là một người bạn thì em thích cái tính đó, nhưng mà đóng vai trò là cái một người á, mà hoạt động trong showbiz á, thì anh khuyên em là nên giữ bình tĩnh, đúng không? Đúng, anh khuyên rất đúng. Giữ bình tĩnh, tại vì cái sự bình tĩnh sẽ giúp em sáng suốt trong việc xử lý vấn đề, nó tinh tế hơn. Và nó sẽ tốt hơn cho em sau này luôn. Dạ đúng rồi ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối đầu tiên với thính giả nhé. Alo, Duy Thanh xin chào ạ. Dạ, em chào Duy Thanh, em chào anh Khánh ạ. Oh, hello em. Em tên gì ạ? Em tên gì? Dạ, em tên Dung. Dung? Dung gì? Alo, Dung hả? Dạ. À rồi, em nghe rồi. Dung nào? Dung Nguyễn hả hay ai? Dạ đúng rồi, Duy Nguyễn. À, fan ruột, fan ruột. Câu hỏi đầu tiên dành cho Duy Khánh là như em thế nào? Em muốn hỏi gì nè? Dạ, em có hai câu hỏi và một thử thách nhỏ nhỏ. Rồi, ok. Dạ, anh ơi, em muốn hỏi là một Duy Khánh khi bước ra khỏi công việc thì sẽ là một người có tính cách như thế nào vậy? Ừ. Anh trả lời trước ha. Duy Khánh sau khi mà bước ra công việc sẽ là một người rất là... Em nghĩ bản thân em thấy được và em cũng nghe những người bạn thân em nói em là một người khá là bình dân và đơn điệu. Em không có, em là một đứa nó khá là cầu toàn trong công việc, nhưng mà trong cuộc sống em không có cầu toàn. Em hơi bừa bãi. Em nói chung là em quên trả lời cho anh chứ, trả lời cho em chứ cưng, lộn. Anh là một người, anh cảm thấy mình hơi trẻ con. Anh sống theo cảm tính nhiều. Ừ. Và nói chung là anh thích được đi chơi với những người bạn thân. Ừ. Chứ anh không có muốn kết thêm nhiều mối quan hệ trong cái việc mà đi chơi với nhau. Còn trong công việc thì anh là nói chung là thoải mái thôi. Nhưng mà khi mà mình bước ra khỏi công việc rồi, anh muốn là anh chỉ được gặp những người bạn thân của mình thôi, mỗi ngày mỗi ngày. Rồi. Đó là một Duy Khánh khi mà bước xuống sân khấu là như vậy. À, còn cái gì nữa ta? Anh em còn hỏi gì nữa nè? Dạ, em hỏi câu tiếp theo là sau khi kết thúc cô giáo Khánh chia sẻ một với anh thì anh có cảm nhận như thế nào về vai diễn này và sẽ có season 2 không anh? Sau khi mà kết thúc season 1, anh cảm thấy đây là một vai diễn đã giúp anh thành công hơn rất nhiều. Và nó đã giống như là nó chấp thêm một đôi cánh cho anh trong cái bước đường mà anh thực hiện ước mơ của mình vậy đó. Nên anh nghĩ là vai diễn này thực sự giống như là, anh không biết dám dùng từ này không, nhưng mà có thể là nói là vai diễn để đời đó. Vai diễn để đời của Duy Khánh đó. Tại vì khi nhắc đến Duy Khánh, nhắc đến cô giáo Khánh không à, anh cảm thấy rất là yêu thương cái vai diễn này. Và season 2 thì có thể là sẽ được thực hiện trước Tết. Anh hy vọng là như vậy. Có nghĩa là những cái thông tin anh chỉ nghe mọi người ở trong công ty đồn đại thôi, nhưng mà anh vẫn chưa thấy có một cái plan nào để nói chung là chưa có một cái plan cụ thể nào, nhưng mà hứa hẹn là nó sẽ quay trở lại sớm nha. Rồi tiếp theo là gì ạ? Dạ, một thử thách nhỏ thôi nhưng mà dễ lắm, chắc là anh sẽ thực hiện được đó. À, thử thách gì nè? À, anh hát bài, anh hát và muốn minh họa bài Một Con Vịt với anh. Sao chứ em? À, có hát và minh họa bài Một Con Vịt. Một con vịt sẽ hai cái cánh hả? Phải không? Một con vịt sẽ ra hai cái cánh. Nó hát, vừa hát vừa minh họa luôn á anh ơi. Minh họa thì em có thấy trên livestreaming video không? Dạ thấy. Ừ, anh đang minh họa nè. Dạ. Thấy chưa? Dạ thấy rồi. Ta làm nửa bài rồi đó. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một con vịt xẹt hai cái cánh đúng không? Dạ
Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu đặng cắp 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 cắp. Gặp hồ nước nó bị bà bị bõm, lúc lên bờ với cái cánh cho khô. Rồi okay. Được chưa? Dạ được. Rồi ok, cảm ơn bạn Dung nha. Dạ anh ơi. Ồ anh cũng nhớ. Anh hy vọng tại vì nó nghe nè, sắp tới sinh nhật anh rồi, anh sẽ cố gắng tổ chức offline. Nhớ đi nha. Ôi chờ từng ngày luôn á. I love you. Ok vậy nha, cảm ơn em rất nhiều. Hồi sinh nhật của em là ngày 4 tháng 12. 4 tháng 1. Em là cung gì nhỉ? Cung Ma Kết. Cung Ma Kết thì có cái đặc điểm nổi trội gì? Sống tình cảm, dễ bị uyển mị và tiêu cực. Xin được cảm ơn bạn Dung rất là nhiều đã kết nối với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề Comeback Home. Chào đón Duy Khánh. Thanh lập lại, để chúng ta có thể kết nối với nhau thì các bạn có thể đăng ký thông qua số hotline của chương trình như Duy Thanh đã công bố từ trước đó, đó chính là 0838337826 nhé. Còn bây giờ sẽ là cuộc kết nối tiếp theo. Nhiều thính giả đăng ký lắm luôn. Yeah. Alo Duy Thanh xin chào ạ. Ủa liền luôn hả? Dạ alo. Xin chào, bạn tên gì ạ? Ai đây? Dạ dạ em tên Hạnh, em mới ngồi kế bằng Dung luôn. À. Rồi ok. Ok chào em. Dạ em chào anh Khánh, xin chào anh Thành. Rồi xin chào. Em đang live streaming video luôn đúng không? Dạ. Rồi xin chào em bé bảo, xin chào. Trời em run quá. Em hỏi gì nè? Câu hỏi của em là gì ạ? Dạ em hỏi anh Khánh là sao lâu rồi em không thấy Mộc Nhi xuất hiện vậy em? Tại vì Mộc Nhi là một cái sản phẩm viral của một cái nhãn hàng, một cái nhãn hàng mà anh quay và giống như là một cái theo một cái chiều hướng hài quảng cáo, thì sau đó thì anh chỉ ký hợp đồng khoảng 3 tập thôi thì hết hợp đồng rồi, nhưng mà Ngọc Nhi cũng sẽ trở lại vào tháng 1. Nói chung là cũng sẽ trước Tết, nó cũng là cùng thời điểm với cô giáo Khánh, mà nói chung là thì chắc là sẽ sớm quay lại thôi. Em cho anh hỏi là sức khỏe của anh giờ này sao rồi? Hôm bữa đọc bài báo thấy anh chia sẻ nói là lúc trời anh không được tốt thôi. Sức khỏe anh không được tốt là tại vì do anh làm việc nhiều hơn trước, sau cô giáo Khánh và sau cùng nhau tỏa sáng thì anh được nhiều người biết tới hơn, và anh công việc của anh nó cũng hơi bận rộn tí xíu, thì mình chạy nhảy rồi mình hoạt động cơ thể nhiều quá nên đôi khi anh bị mệt với lại thức khuya tập kịch đó. Nhưng mà cũng không sao, mình ráng mình cân bằng giữ sức khỏe là cũng không sao. Anh nhớ gì sức khỏe nha. Anh cảm ơn em nhiều nha. Em có một câu hỏi như là em thấy mỗi nghệ sĩ đều có cách quan tâm fan khác nhau, vậy đối với anh thì anh sẽ quan tâm fan theo cách như thế nào vậy? Quan tâm fan theo cách như thế nào hả? Anh không biết là anh quan tâm fan theo cách như thế nào, nhưng mà mỗi lần mà anh lướt ra feed đó là anh luôn thấy những cái feed của mọi người, nhưng mà khi mà anh thấy nói chung là anh ghi nhận và anh thấy được những điều đó, nhưng mà đôi khi anh cũng không biết là mình sẽ làm như thế nào để giúp các bạn đỡ buồn. Tại vì có rất là nhiều bạn có rất là nhiều bạn gọi là có những cái chuyện buồn hay PM cho anh, nhưng mà thật sự nhiều lúc anh không trả lời được luôn á. Nhiều lúc anh không, có nghĩa là anh thấy luôn nha, anh đọc luôn rồi đó, tại nó hiện trên màn hình anh đọc rồi mà anh không dám bấm vô, tại vì sợ bấm vô anh không trả lời được cho các bạn thì nó sẽ bị giống như cái mấy em nghĩ là ôi trời sao anh Khánh đọc anh không trả lời, có khi nào sao vậy đâu, thì mình chỉ sợ vậy. Nhưng bởi vì thiệt sự là không có thời gian trả lời luôn. Thời gian của anh là sáng, ví dụ hôm nào đi quay là anh cũng ráng anh ngủ tới trưa để có sức khỏe, anh làm việc đến tối đến khuya luôn. Nên bởi vậy có mấy bạn FC Cần Thơ á, mấy bạn hay gửi cho anh những câu hỏi, mấy bạn nói là chớ rồi giờ em buồn quá, em đang gặp bế tắc này nọ, anh có cái lời khuyên nào dành cho em không chẳng hạn vậy. Thật sự anh rất là ngại luôn, anh rất là, nói chung là rất cảm thấy có lỗi với các bạn, nhưng mà không có nghĩa là anh không quan tâm các bạn đâu. Nhưng bởi vì anh lướt feed anh thấy hết tất cả mọi hoạt động của các bạn mỗi ngày mà, chỉ điều là anh không biết là mình sẽ chia sẻ với các bạn như thế nào thôi. Chỉ mong có những cái dịp như ngày hôm nay và những cái buổi offline khác để có thể chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Sắp tới anh có định tham gia chương trình truyền hình nào giống như Cùng Như Tỏa Sáng nữa không thôi? Trước mắt thì anh chưa dám tham gia, tại vì mình mới vừa tham gia xong mình đã hơi mệt rồi. Bởi vì bản thân anh nghĩ là anh chưa đủ lực trí tài, mình sẽ cần có một khoảng thời gian nhiều để cọ sát, để có kinh nghiệm hơn nữa thì anh mới dám tham gia. Chưa tham gia giống như là Cùng Như Tỏa Sáng thì anh hơi đuối. Như fan Sài Gòn. Ok, anh cũng rất là thương yêu và nhớ tụi em. Tới giờ sinh nhật của anh đi ốp. Ok, vậy nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chào em. Sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều đã kết nối với Duy Khánh trong buổi tối ngày hôm nay nha. Bây giờ sẽ là cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo. Alo. Xin chào. Hola. Dạ em chào anh Duy Khánh, chào anh Khánh ạ. Xin chào, em tên gì và ở đâu ạ? Tên gì nè? Dạ, em tên Ngọc. Rồi, Ngọc. Ngọc. Câu hỏi của Ngọc là gì ạ? Dạ em muốn hỏi anh Khánh là lâu rồi anh không tham gia cùng Eleven TV. Sự thì những cái clip mà anh làm thì rất là hay với lại ý nghĩa.
Letter of the Week là một một cái nhóm của những người bạn đã từng đồng hành với em, nhưng mà anh sẽ trả lời câu hỏi của em là tại vì do là anh với những người bạn nó không cùng một cái chí hướng để đi chung trên một cái con đường, tại vì để làm ra được những thước phim đó nó thật sự là nó quá khó, nó quá là cực, tại vì tụi anh ai cũng có đam mê hết, nhưng mà cái đam mê đó nó chỉ dừng lại được ở đó thôi. Nếu mà tiếp, tại vì cái khoảng thời gian đó anh rất là rảnh và mọi người cũng rảnh, cái sau này cái mọi người bận quá, cái mọi người ai cũng lao đầu vào công việc hết, nên quyết định là dừng lại. Chứ anh cũng mong muốn là Eleven cũng được tiếp tục, tại vì anh còn rất là nhiều ý tưởng, anh còn muốn làm những cái clip ngắn trên mạng như vậy nữa đó, nhưng mà mình chưa có đủ cái sự liên kết với tất cả các thành viên đó mà tạo nên, nhưng mà vẫn rất là tiếc. Và bản thân anh nhiều lúc anh coi lại những cái clip đó anh cũng thấy buồn vì anh nhớ tất cả mọi người, nhớ những người trong ekip á. Dạ. Anh ơi, thì có nhiều bé du farm á cũng inbox cho em, xong rồi nói là sức khỏe anh Khánh hay không được tốt mà anh còn đi quay này nọ. Rồi thì em cũng theo du farm cũng mong anh là giữ gìn sức khỏe hơn, với lại là chăm chỉ ăn uống vô, cũng có tập gym hoài. Rồi sao mà tốt được? Ủa, tập gym là tốt chứ em. Không, nhưng mà béo quá, rồi ráng tập cho nhiều vô, rồi không có giữ được sức khỏe gì hết. Chứ là anh cũng đừng có làm việc nhiều quá, ham công tiếc việc quá, rồi không có lo chứ rồi. Thật ra thì tập gym là tốt, nhưng mà tập gym đối với anh thì đúng là không tốt, thì tại vì hoạt động nhiều thở mới nổi. Nhưng mà nói chung là anh hiểu là tình cảm của bạn dành cho anh, nhưng mà thật sự là đôi khi công việc của mình nó cần đòi hỏi mình phải hy sinh một chút, nó là như vậy đó. Nói chung là khi mà tụi em đam mê một cái gì đó, thì em thích làm một công việc gì đó, tụi em sẽ sẵn sàng bất chấp đó. Nghĩa là chắc là đến khi nào tụi em lớn bằng anh, tụi em thích một cái điều gì đó, tụi em thích một ai đó chẳng hạn, thì chắc chắn là em sẽ có những cái suy nghĩ hy sinh. Nói chung là những cái hy sinh này nó không quá lớn lao đâu, nó chỉ nhỏ nhoi thôi, nhưng mà nó làm cho mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn em với các bạn nhiều. Chưa. Ơi. Còn một thử thách nữa. Rồi, anh nói. Em có một thử thách nhỏ dành cho anh, đó là em cho anh 10 giây. Thôi 30 đi, ác quá, 30 giây. Kể ra 10 keyword, những cái từ khóa mà anh cảm thấy là hashtag nhớ đặc biệt nhất. Dạ, đúng rồi. Một cái hashtag 30 giây. Là sao? 10 cái hashtag anh Duy Khánh nhớ nhiều nhất đúng không? Nhớ nhiều nhất. Quan tâm nhiều nhất đúng không? Dạ, đúng rồi. Tức là trong đầu bây giờ em 10 cái hashtag rồi, em nghĩ là 5 hashtag được rồi đúng không? 10 cái hashtag. 10 cái gì em sẽ hashtag? Cái gì nói? Những người bạn đó rồi. Không, ý là hashtag những cái vấn đề, những cái sự kiện trong xã hội mà em đang quan tâm và nghĩ đến đầu tiên. Dạ không, những từ khóa mà anh cảm thấy là nó gần gũi thân quen với anh. Okay. Những từ khóa gần gũi thân quen với anh hả? 10. Cô giáo Khánh nè, Zofarm nè, Zofarm Sài Gòn, Zofarm Cần Thơ nè, vẫn tính là một nha. Rồi Zofarm rồi gì nữa nè? Rồi những người bạn Miu Lê nè. Ba. Các bạn phải nhớ đi coi, em là bà nội của anh nè. 4 DB Trần. DB Trần. Băng Di. Huỳnh Mến. Khổng Tú Quỳnh. Đại Nhân. Trấn Thành. Những người bạn Ngọc Mint. Kiều Trang. Cái này là không phải hashtag rồi mà là cái là cái dạng liệt kê những người mà đang chơi dần với nhau rồi. Thì tại vì những người đó lúc nào cũng trong đầu em hết, em chỉ có những người bạn đó thôi. Nói chung là anh nếu mà kêu là hashtag thì anh không biết hashtag gì vấn đề gì hết, tại trong đầu của anh bây giờ là những người bạn đó, bây giờ những người bạn đó đang chờ anh giao lưu xong để đi chơi. Nên giờ cũng chỉ là nghĩ đến những người bạn đó thôi. Rồi. Đó là những cái tên mà Duy Khánh đã nghĩ đến đầu tiên khi mình nhắc đến cái những cái keywords mà bạn quan tâm. Dạ. Rồi, bây giờ thì thêm nữa gì không em? Dạ không, chị muốn nói là Du Phạm rất là nhớ anh và rất là muốn gặp anh, nên là sớm là offline cho tụi em nha. Ok, sớm vào ngày sinh nhật anh nha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Trời. Dạ, chào anh. Còn bây giờ thì Duy Khánh sẽ tặng cho bạn một cái ca khúc mà rất là phù hợp với thời tiết cũng như là cái thời điểm ngày hôm nay nha. Bạn nghe, bạn đoán thử xem bài hát gì nha. Cho bạn 2 giây, nếu mà bạn đoán được, cửa tặng bạn một món quà từ chương trình liền. Dạ. Nghe chưa? Dạ rồi. Bài gì? Dạ rồi, nghe đâu bên em. I love you. Gửi quà cho anh ta đi kìa. Rồi em sẽ comment cái địa chỉ của em ở phía dưới cái tên mà em đăng ký ngày hôm nay trên fanpage Facebook của chương trình á, thì thư ký sẽ gửi quà cho em nhé. Dạ được anh. Rồi xin được cảm ơn em, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để nhìn thấy em cười thật đáng yêu xưa bao người, để anh thấy và biết thêm yêu em nhiều hơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơi, khi đông dài lạnh giá, vì anh sẽ luôn là người bên cạnh em. And then I'm gonna love you forever. I can't find a word to say how much I love you. Chỉ biết em cần được luôn bên anh, để nắm lấy tay em mỗi ngày, được nhìn thấy em đang nhìn vui mà thôi. Tần số 89 MHz và tôi là Duy Thanh. Quay trở lại với siêu thứ ba thì Duy Thanh lặp lại cách thức để chúng ta có thể đăng ký kết nối với Duy Khánh một đêm duy nhất với tháng 12 chủ đề Comeback Home. Chúng ta có thể điện thoại đến số hotline của chương trình để có thể đăng ký với thư ký rồi chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị. Đó chính là 0838337826, hoặc quý vị thính giả có thể truy cập vào fanpage Facebook của chương trình là siêu thứ ba, rồi các bạn tìm từ khóa. Các bạn chỉ cần like fanpage này và comment số điện thoại của mình hoặc là nội dung câu hỏi dưới hình ảnh của Duy Khánh để chúng tôi có thể kết nối với bạn các bạn nhé. Còn bây giờ sẽ là cuộc kết nối tiếp theo ạ. Hello, dạ. Duy Thanh xin chào ạ. Dạ, em chào anh. Rồi. Chào em tên gì nè? Dạ, em tên là Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, rồi. Em sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ, em đang ở An Giang, em còn đi học. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em sinh năm 2001. Ồ, nhỏ xíu luôn, vậy là em bằng em trai anh rồi đó. Dạ. Em đặt câu hỏi gì cho anh Khánh nè? Dạ, em có 4 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên. Ôi, quá trời chưa. Dạ, câu thứ nhất là nếu như anh không làm nghệ thuật thì anh sẽ đi làm công việc gì? Trừ việc bán xe mạng nha.
Ủa sao vậy, sao sao lại bán xe mày? Sao lại bán xe mày ha? Con quỷ. Hồi đó em có cái chương trình giao lưu là bếp chiến. Xong rồi cái em ta hỏi em là nếu mà sau này lớn lên hồi nhỏ em bước làm gì, thì em ghiền bán xe mặn quá, từ hồi lớp 1, lớp 12 bán xe mặn không à. Xong cái hỏi em thích làm gì, cái nói sau này bước mơ là bán xe mặn. Làm gì hả anh, chưa có nghĩ tới, nhưng mà anh cũng không biết nữa. Lúc mà khoảng từ hồi nhỏ là anh ước mơ anh làm nghệ thuật rồi, nhưng mà tất cả mọi thứ nó xui khiến mình cũng may mắn mình làm nghề, chứ bây giờ đặt câu hỏi anh không làm gì, giờ biết làm gì. Thật ra giờ anh cảm thấy anh rất là bất tài vô dụng nếu như anh không làm nghệ thuật, thật sự là như vậy. Dạ. Anh nghĩ là rồi. Em nói tiếp đi, anh xin lỗi em. Nên là câu hỏi thứ hai là tại sao cô Thế Khánh lại kết thúc phần 1 nha? Kết thúc để nói chung là làm mới. Đúng rồi, chúng ta phải có một cái thời gian để mà củng cố lại cái nội dung và hình ảnh của cô giáo cũng như là các bạn học sinh, thì quay lại với một cái chủ đề nó mới hơn. Chứ bây giờ nếu cứ tiếp diễn như vậy hoài thì đôi khi là cũng gọi là sao ta, nó sẽ bị gây nhàm chán cho các bạn khán giả. Nên anh nghĩ là dừng lại một thời gian cũng không phải là nói chung là cũng anh nghĩ là cũng thích hợp á chứ. Anh nghĩ thật sự thích hợp. Biết sao không? Tại vì thật ra trong nghệ thuật á thì không phải là cái hay, không phải là một cái hay khi mà chúng ta cứ lặp đi lặp lại một cái hình ảnh tương tự như vậy. Đến một thời điểm nào đó thì nó sẽ bị nhàm chán, thì cần một cái thời điểm để có thể F5 lại, refresh lại cái hình ảnh đấy. Thì cô Giáo Khánh đang ở trong giai đoạn đó và sẽ sớm cho ra season 2 vào cái thời điểm là tháng 1 như là Duy Khánh đã công bố. Còn có hỏi gì nữa nè? Câu hỏi thứ 2. Thứ 3 là em đọc được một bài báo là bác sĩ nói là anh sống được 10 năm nữa, đó là sao vậy? Thì là tại vì do cái bệnh của anh thì bác sĩ nói chung là chẩn đoán là như vậy, nhưng mà thật ra thì anh cũng không tin như điều đó. Mình sống tốt mình không có nghĩ gì nhiều, mình lạc quan yêu đời, thì anh nghĩ là cái con số đó nó sẽ nhân gấp bội nữa chứ nó không dừng lại ở đó. Còn câu nào nữa nè, câu cuối là gì? Câu cuối cùng là nếu như có một người ước ngay bây giờ thì anh sẽ ước cái gì? Nếu có một người ước ngay bây giờ, anh sẽ ước anh giỏi nhanh chân thành. Chắc là nói chung là giỏi như là thần tượng của mình vậy đó. Rồi. Được chưa ạ? Rồi, ok, cảm ơn bạn nha. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn em rất là nhiều nhé. Hình như là tất cả những cái hoạt động của em đều được các bạn fan theo dõi rất là kỹ. Đó, kỹ lắm luôn anh, thương lắm. Các bạn Hằng Đỗ á, bạn có hỏi là như trong một cái game á, một cái talk show mà em thực hiện với Tony á, thì em có một cái sự cố xảy ra á, thì cái lúc đó thì trong cái đoạn cuối của cái talk show đó thì em có khóc. Cái đó là diễn hay là do? Cái đó là diễn đó. Cái đó là tại vì cái anh Hồng Việt biên tập, anh nói là bây giờ phải tạo kịch tính lên mới được. Bây giờ hả, đừng có cho ông Tranh này biết đi ra ngoài, xong rồi lát nữa về lúc mà cô công bố kết quả xong rồi hả, cái khóc. Nói chung là làm đủ trọn hết cho Tranh, cho Tranh này hoảng loạn lên. Ai ngờ Tranh này hoảng loạn thiệt. Có nghĩa là tất cả mọi người trong cái đó, cái chương trình lớp học vui nhộn, tất cả mọi người trong cái nhóm đó ai cũng biết là diễn hết, kể cả Khởi My, Kevin Khánh cũng biết diễn hết. Chỉ có ôi Tranh này quay qua dữ gì vậy. Xong rồi cái mấy bạn, cái nói chung là tất cả thứ là diễn để nói chung là vui với nhau thôi, có nghĩa là troll nhau thôi. Mấy người kia thì kêu là hả, có nghĩa là anh Hồng Việt á, ảnh đi ra nói riêng với lại anh Johnny là lát nữa vô hả gia bộ nói vậy, với nói kiểu là giống như không đồng tình cho Khánh trong đội này, để còn Khánh nó phản ứng làm sao, để coi nó diễn làm sao. Xong tưởng sao cũng kêu em ra chọt em, nói là lát nữa bất chờ không còn biết Johnny nói gì, nhưng mà phải căng thẳng lên để làm vậy. Trời ơi, cái làm hai đứa cái bị quản lại không ai biết vụ gì hết, nhưng mà cuối cùng thì rất là bình thường. Sau đó các bạn coi những tập sau đó các bạn thấy bình thường, và Khánh với anh Trinh này rất là bình thường với nhau, đi họp báo, đi ra mắt phim, mình nào gặp nhau hoài à. Tức là mối quan hệ vẫn bình thường, đó chỉ là không, một... nó nằm mức tốt luôn á chứ. Tốt luôn á, dạ, chứ không phải là bình thường đâu. Nó chỉ là một cái drama trong một cái chỉ là vui thôi, just for fun. Đúng rồi, nên em cảm thấy thoải mái vì điều đó nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. Alo, Duy Thanh xin chào ạ. Dạ alo. Chào em chào anh Duy Thanh, em chào anh Duy Khánh ạ. Chào em tên gì? Em tên là Đông Trúc ạ. Đông Trúc tên hay quá ha. Đông Trúc. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em sinh năm 99. 99 rồi. 99 là 31 tuổi. Câu hỏi đầu tiên cho em dành cho cô Giáo Khánh được không ạ? Được. Chứ anh đâu phải nhân vật chính đâu mà. Cô à. Ơi.
Cô ơi, em học rất là dở môn tiếng Anh đó cô. Cô có cách nào cho giúp em học giỏi hơn được cô? Em rất là thích cái cách phát âm tiếng Anh của cô đó ạ. Cái đó hả? Trời, anh thề với em luôn là đến bây giờ kia em nói là anh nói không được đâu. Coi, em nói thiệt luôn, tại vì khi mà anh mặc một đồ giáo khánh vô, tự nhiên anh có một cái thần thái gì rất là đặc biệt, và anh làm được những cái điều mà sau khi anh cởi bộ đồ ra bây giờ kêu anh làm không được. Em kể anh Duy Thanh với các bạn nghe, lần trước em được đi giao lưu ở một cái beer club, mời Duy Khánh tới, xong khán giả trời ơi, cô Duy Khánh đọc tiếng Anh đi, mà kêu dồn dập luôn, cái em hoảng loạn quá, em cố gắng em đọc không được luôn anh, em đọc nó không ra được cái thần thái trong cái clip, rồi kể cả kêu em làm những câu nói cô Duy Khánh em chỉ làm được một hai câu thôi, và còn cái này mới ghê nè, cái hôm mà quay tập cuối, nguyên một buổi sáng em không quay được luôn, em không diễn được cô Duy Khánh luôn, không diễn được cái nét đó luôn, lý do vì sao? Em không biết luôn, trời em muốn khóc luôn á, có nghĩa là chứ em tin là cô giáo Khánh là có một cái người độ em không biết nữa, mà em cứ khấn, em khấn cô ơi về đi vậy luôn anh. Em quay một cái cảnh thôi mà 50 mấy thôi, không quay được, không diễn được đến cả trưa luôn, đến cả trưa, tại vì hôm đó lên cái mọi người báo là tập cuối, không biết là bị mất tinh thần luôn. Em không biết là mất tinh thần hay là do là không biết nữa, mà em khấn cho cô về á, em khấn thiệt á, cái cô về cái em quay tốt luôn, quay sù đến tối đến chiều luôn. Em không biết nữa, mà em tin là khi mặc bộ đồ của áo dài vô có một cái gì đó rất là linh thiêng ở trong người em. Nó hơi tâm linh tí xíu. Em tin vô điều đó. Dạ rồi. Nên là anh không có giúp em trả học tiếng Anh được, anh không có giúp em học tiếng Anh theo cách của cô giáo Khánh được, nhưng mà nếu mà em thật sự thích học tiếng Anh thì anh tin chắc là có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ sẽ giúp em làm điều đó. Chắc là bạn ấy chỉ có đưa ra một cái trường hợp để cho em có thể dễ thương lắm, trôn em tự bắt em dạy tiếng Anh. Rồi câu hỏi tiếp theo của em là gì về Trúc hả? Dạ, trời tới giờ em vẫn còn run luôn. Không sao, bình tĩnh. Em gọi từ hồi mà lúc mà chương trình mới bắt đầu tới bây giờ em mới được kết nối mình. Em vẫn còn run. Không sao. Anh cũng thật sự bất ngờ với cái lực lượng fan hùng hậu của Duy Khánh ấy, khi mà anh post một cái tấm hình tất cả những cái nhân vật khách mời để có thể vote để quay trở về á. Thì em là vô ngày sau này và nhỏ tuổi nhất luôn á. Em thấy trong tấm hình đó. Thấy tự nhiên cái nó nhảy hình của cô giáo Khánh mà nhảy quá trời luôn. Rồi em cũng hạnh phúc lắm luôn á, anh em bất ngờ lắm. Thì anh nghĩ là đó là một trong những cái tình cảm lớn lao mà các bạn thính giả, đặc biệt là các bạn fan của cô giáo Khánh đã ủng hộ và theo dõi tất cả những cái bước hoạt động của bạn ấy. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì là cơ hội để chúng ta có thể trò chuyện và nói với nhau những cái điều mà 4 số hôm trước thì vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ. Bởi vì tháng 12 theo anh là tháng để đoàn viên, tháng của hạnh phúc và tháng của tình cảm. Nên trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ thiên về điều đó nhé. Rồi bây giờ thì tiếp theo là gì ạ? Dạ, cho em hỏi là anh có dự định là ra sản phẩm âm nhạc nào nữa không ạ? Không em ơi, không dám ra em ơi, chúng chửi. Chúng nó chửi chết, đóng hài lo đóng chúng hài chúng nó đi. Chửi anh dạ. Thấy hay mà. Thôi. Một lát nữa Khánh sẽ hát cho em nghe. Coi cười kìa. Anh chưa có kế hoạch gì hết, tại vì anh thấy là mình nói chung là anh lúc cái khoảng thời gian trước á, anh nghĩ là người trẻ nên có những cái sự trải nghiệm thoải mái mà thích là như mình làm, nhưng mà đến thời điểm bây giờ anh nghĩ là mình nên tập trung vô một thứ. Khi mà anh đã thành công ở diễn viên rồi thì anh nghĩ lúc đó anh mới dám mơ mộng ca hát, còn bây giờ anh chưa có đủ nhiều thứ để hội tụ để trở thành một ca sĩ lắm, khó. Nên nghĩ là thôi để anh ráng anh trở thành một diễn viên nổi tiếng trước đã. Dạ. Không, em nghĩ là nếu mà anh ra sản phẩm âm nhạc thì anh cũng có thể là dàn dựng một cái MV riêng, thì anh cũng có thể thể hiện tài năng diễn xuất trong đó chứ. Khi nào anh có nhiều tiền đã, muốn làm MV tốn nhiều tiền lắm. Anh cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi lát nữa anh hát cho em nghe ha. Hát cho em nghe như vậy. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ hát luôn nha. Hát là gì vậy? Hát rồi. Hay là bây giờ hát đúng rồi, mấy ngày nay là không biết anh Thanh với mọi người có thấy mấy cái trên Facebook á, hay nói những cái bài hát mà hoài niệm về ngày xưa, những cái thời mà tác ý chính ít hay nghe đó, mà chắc là em chắc tuổi này chắc không biết mấy cái bài này đâu. Dạ, dạo này em bị tịch thu điện thoại rồi, em không có lên Facebook được. Thương anh không? Hay là anh hát hôm nay anh hát cho em dành hát cho mấy bạn mà tác ý chính ít nghe một bài Trả Lại Cho Nhau của ca sĩ Quang Vinh. Đây là một bài hát trong tuổi thơ của anh, nếu mà ai mà đã từng mà cái đến cái tuổi của anh là chắc chắn đều biết, nhưng mà anh chỉ sợ là các em nhỏ không biết thôi. Dạ. Chắc là phải để chuẩn bị beat á. Chưa. Hay là hát bài khác đi, hát bài ngày yêu có biết không? Nghĩ hả? Ngày yêu có biết bao nhiêu. Hồi nãy cái bài đầu tiên là bài gì của nó tiêu rồi ta? Ngoài cái ngày yêu nãy mình nói là bài gì? Cái gì? Bài gì mà bài gì trước bài ngày yêu quên rồi. Anh hỏi em hát có được không đó?
ta không nhớ luôn ta. Bài gì ta? Bài gì ta? Để chờ một tí xíu nha, để anh đang chuẩn bị. À, một năm sau. À, một năm sau ca sĩ Đại Nhân. Năm sau hát cái ca khúc mới của bạn thân. Phải quay lại cho Đại Nhân coi mới được. Chết. Ủa, ca khúc mới của anh Đại Nhân là Muộn mà. Em ơi, nhưng mà đối với anh là cái bài Muộn là cái bài là đến sau này anh mới thuộc. Em ơi, mới ra sao anh thuộc được. Rồi bây giờ đối với anh là một năm sau là mới rồi. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc một năm sau được không? Được rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc mang tên là Một Năm Sau của ca sĩ Đại Nhân. Em chuẩn bị lắng nghe nhé, anh sẽ play cái beat của bài hát này để cho bạn Duy Khánh vô show hát. Lời đó, lời. Dạ. Chờ xíu nha, để anh sẽ sạch lời một năm sau của Đại Nhân. Dạ. Quay lại cho Đại Nhân coi nè. Thực ra thì cái này cũng chuẩn bị rất là bất ngờ, tại vì thấy là một với bạn fan của Duy Khánh nói là muốn Duy Khánh hát cái bài Một Năm Sau thì trong buổi tối ngày hôm nay sẽ hát luôn. Xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Của Đại Nhân là bài Muộn. Dạ, em thích bài Muộn lắm nhưng mà em chưa có thuộc. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo nhé. Hello, Duy Thanh xin chào ạ. Dạ, em xin chào anh Duy Thanh và anh Duy Khánh ạ. Rồi, em tên gì nhỉ? Dạ, em tên Hiền. Hiền, Hiền đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ, ở Bình Tân ạ. Bình Tân. Bình Tân. Công việc của em là gì ạ? Dạ, làm may. May. May, wow. Cho anh hỏi là em muốn đặt câu hỏi gì với Duy Khánh trong buổi tối ngày hôm nay ạ? Dạ, em thấy em hay coi trên YouTube TV á, thấy anh Duy Khánh có tham gia một chương trình lớp học Quy Nhơn. Đúng mà rồi. Thấy em sao đấy, sao em thấy anh diễn sâu quá. Gì vậy, em hỏi câu hỏi gì kỳ vậy? Hỏi gì kỳ vậy? Diễn sâu là sao? Không, ý em hỏi là sao anh hỏi? Ý em hỏi là cái tập mà mới đây nhất á, là ngay chỗ chuyến đi ra ngoài là em thấy anh với anh Huy Khánh là hai sao? Người hay có xích mích lắm ở trong giỡn thôi em, giỡn thôi vậy anh có
Thực ra em nhớ là tính cách của anh Huy Khánh á. Sao em coi thấy anh đang hiếp anh hoài à? À, cái gì không hiểu. À, là... cái gì? À là tại sao không biết sao mà anh Huy Khánh đang hiếp em hoài. Kevin Khánh hả? Kevin Khánh dễ thương lắm, ở ngoài cũng vậy á. Lúc nào cũng mày dễ xấu quá à, đánh mày chết bây giờ, ngoài cũng vậy á, nhưng mà thật ra là anh Kevin Khánh dễ thương lắm. Nói chung anh nói thiệt với em là tất cả mọi người trong lớp học ai cũng thương anh luôn á. Còn hả, kiểu là sao ta, những cái gì mà các bạn thấy thật ra chỉ là đùa giỡn thôi. Nếu các bạn nhìn tinh tế một chút, nhìn như một cái óc hài hước một chút thì các bạn thấy là mấy anh chị ở đang giỡn với mình đó. Các bạn như kiểu mà thương quá nó mới giỡn vậy, chứ nếu mà ai mà không thương, thích mình, tao không thèm nói tới mình đâu. Còn anh Khánh cách đây vài ngày anh cũng có gặp anh Khánh ở quán cà phê nè, cũng nói chuyện với nhau, cũng không có gì hết đó. Còn cái cách được cách của anh Khánh mà dễ thương, mà anh thấy dễ thương mà. Ừ, là còn gì nữa không? Dạ không ạ. Thì ra là em là sao? Em là chỉ muốn gặp thình tượng của em thôi. À vậy hả? Tôi tưởng là chắc là em tưởng là fan của Huy Khánh kia. Em tưởng là fan của Kevin Khánh gọi điện để tra hỏi và để bắt lỗi em. Còn cái chuyện mà diễn sâu á, là anh nói thiệt với em là cái đó chỉ là giỡn thôi. Tại vì anh, em nghĩ đi, trong lớp con mình anh là diễn viên à, còn mọi người ca sĩ không à. Cái mỗi lần em làm gì cái mọi người cũng nghĩ anh diễn sâu hết á, hiểu không? Dạ. Ừ, dễ thương. Rồi em định nãy em định nói gì? Rồi. Dạ. Xong rồi chưa em? Còn câu hỏi gì nữa không ạ? À? Dạ không ạ. À. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều đã đặt câu hỏi với Duy Khánh trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Dạ. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cuộc kết nối tiếp theo ạ. À. Alo, Duy Khánh xin chào ạ. À. Dạ, em chào anh Duy Khánh và anh Duy Khánh ạ. À. Xin chào, em tên gì nhỉ? Chào em. Dạ, em tên Tiên ạ. À. Tiên. Rồi, cho anh hỏi là Tiên đặt câu hỏi gì với Duy Khánh ạ? À? Dạ, em muốn hỏi anh Khánh là cái thời gian gần đây thì em thấy là công việc của anh rất là nhiều. Và nếu như là không biết mà cái thời gian mà anh dành cho công gia đình với bạn bè với đặc biệt là vô farm á, có nhiều như lúc trước hay không? Không, chắc chắn là không luôn em. Trời ơi, có nhiều khi á, kể em nghe, có nhiều khi là anh không có về nhà, anh phải ngủ nhờ nhà bạn anh luôn, anh không có về nhà gặp ba mẹ luôn á. Rồi anh cũng gọi là sao ta, có nghĩa là mình dành một cái khoảng thời gian khá là nhiều cho công việc và những, nói chung là những cái việc nhỏ lớn gì, nói chung là đối với anh là nó khá là xa nhà, và cái thời gian mà anh chăm chút cho gia đình đó cũng như là vô farm anh cảm thấy là càng ngày nó càng bị ít đi, nhưng mà nói chung là bản thân anh cũng thấy có lỗi lắm, nhưng mà giờ không biết làm sao hết, chỉ mong có những buổi như ngày hôm nay với lại offline thì anh mới có cơ hội được giao lưu với các bạn nhiều hơn. Trời ơi vậy chứ hả, nhiều lúc offline á mấy bạn ngại và không dám giao lưu với em đâu anh Thanh, không nói cứ ngại gì đó chứ. Xong cái về lại nhắn tin hỏi mà mình đâu có cơ hội mình trả lời với bạn. Thì thật ra thì giao lưu như thế này thì dễ hơn. Nó dễ hơn, đúng rồi. Nó dễ hơn nên anh cũng rất là cảm thấy rất là ngại với điều đó và rất là xin lỗi. Nếu mà cảm thấy em đặt câu hỏi đó cho anh thì chắc chắn anh nghĩ là em cũng đã có cảm nhận gì đó nó khá là tiêu cực trong khoảng thời gian gần đây anh dành cho sofa, đúng không? Dạ. Anh hiểu mà, anh thấy được điều đó mà. Nhưng mà nếu mà thương anh thì cứ thông cảm cho anh nha. Dạ, tụi em thì cũng rất là thông cảm cho anh. Dạ. Mà anh ơi, cho em hỏi nữa là anh có nhớ, thật sự nhớ tới vô farm Cần Thơ không anh? Có chứ, có chứ. Sao không nhớ? Trời ơi, anh thấy tụi em like hình của anh hoài và luôn luôn anh để ý nha, comment của tụi em luôn là on top và luôn luôn nằm trong những cái top đầu tiên á. Luôn luôn đầu tiên kể là lúc 5 giờ sáng. Dạ. Đúng không? Ủa vậy là em thức nguyên một ngày của em là chỉ canh me cái status của Duy Khánh để like thôi em? Dạ, có hiện thông báo của anh. À, tức là ngủ không để chế độ điện thoại là với cái tiếng báo nó tương đối cao đúng không? Rồi xong cái nghe cái tít như fit cái là giảm đầu. Vậy là like liền. Đang nghi là mấy bạn này cũng thức khuya luôn nè. Đó, phải không? Dạ, tại vì anh Khánh trong lòng cho farm Cần Thơ tụi em thì rất là chiếm một vị trí cũng quan trọng. Đó, thấy chưa? Nghe mát lòng chưa? Rồi. Ê, đúng rồi, sắp tới anh... không dám nói trước, nhưng mà thật ra thì cũng có, hình như bữa cũng có ai nói đi về Cần Thơ. À, sắp tới hình như là nghe nói mấy anh chị BBBG về Cần Thơ diễn, xong rồi cái cũng rủ rê em. À, được, nhưng mà anh không biết làm sao để hỏi lại BB coi. Nhưng mà có nghe nói về Cần Thơ là anh cũng ham lắm. Cái nhận lời liền mà không biết giờ sao rồi. Rồi, biết là chừng nào, nhưng mà hứa hẹn là sẽ sớm gặp lại tụi em nha. Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn em rất cảm nhiều. Cảm ơn Tiên Cherry rất là nhiều. Cherry, bye Tiên. Ừ, xin chào nha. Bye bye em. Chào anh. Rồi, cuộc kết nối tiếp theo. Alo, Duy Thanh xin chào ạ. Alo. Xin chào, bạn tên gì ạ? Em tên Thảo Ni ạ. Thảo Ni. Rồi, câu hỏi của em dành cho Duy Khánh là gì về Thảo Ni? Anh Khánh, cho em hỏi là về cuộc thi Cùng Nhau Ở Sáng, anh có tình cảm gì về đội Tư Xanh
Dạ đại nhân và chị Khánh Thu Quỳnh. À, đội tươi xanh là nãy anh cũng nói rồi đó, tươi xanh là đội của anh, là đội của em đó anh. À, tươi xanh hả? À, nè để anh nói cho anh nói sơ lược nha. Khổng Tú Quỳnh là một người rất là mít ước nè, yếu lòng nè, dễ khóc nè, suy nghĩ tiêu cực nè, nhưng mà rất là yêu thương và quan tâm bạn bè. Có cái tật là hay đi trễ thôi, nhưng mà trong nhưng mà lúc tập luyện thì cũng không bao giờ nghiêm túc. Dạ. Nói gì kìa. Bà hay bị tào lao lắm, bà hay kiểu giống như là bà đang tập vậy nè, các bạn nhớ chuyện đâu hôm qua, cái bà dạy là ê em nó nghe nè. Ờ các bạn nó kể y chang vậy. Cái mình cũng kiểu nhiều chuyện, mình cũng ngồi mình nghe cái rồi la bị đâm đại nhân la quá trời la. Rồi cũng hai đứa hay đi trễ, thay phiên nhau đi trễ đó. Rồi Khổng Tú Quỳnh hả? Khổng Tú Quỳnh về đại nhân rồi. Chị đã nói Tú Quỳnh rồi. Thì bây giờ là từng người thì Khổng Tú Quỳnh là trước. Rồi đó, à giờ muốn qua đại nhân hả? Dạ. Qua đại nhân phải không? Fan rồi, tôi biết fan đại nhân rồi. Đại nhân hả? Đại nhân hả? Khó tính lắm, đại nhân khó tính nha, kỹ tính nha, nghiêm khắc nha, là kiểu nhưng mà rất là siêng năng, nhanh, rất là chăm chỉ, hết lòng vì nhóm. Và đội em thi á, đội của anh Khánh thi á là tất cả những cái audio rồi mix rồi phối hay quà âm với cái gì đó, nói chung là về âm nhạc á, sản xuất âm nhạc đó là anh đại nhân làm hết. Và ảnh cũng là một người là kiểu giống như là ô có cái gì thì em cứ tâm sự với anh là một người rất là tâm lý, anh hy vọng là anh sẽ giải đáp những khúc mắc đó cho em, kiểu vậy á. Nói chung là anh đại nhân rất là kiểu là luôn mở lòng với lại anh, và coi anh Khánh giống như là em trai vậy đó, nên anh rất là thương hai người đó, và hai người đó đến giờ vẫn là đồng hành cùng với anh, vẫn hay gặp nhau ăn uống. Dạ em rất là từ giờ bước sẽ thấy đại đi vô với anh. Đại sư xanh vẫn đi chơi. Đúng rồi. Dạ. Rồi em có anh có kỷ niệm gì về cái cuộc thi đó không anh? Kỷ niệm thì nhiều lắm. Ủa nãy anh cũng có chia sẻ rồi mà ta. Giờ thôi thì anh sẽ đặt một câu hỏi liên quan đến cuộc thi đó luôn, mà một cái bạn thính giả đã đặt trên fanpage Facebook của chương trình với nội dung cũng liên quan ha. Đúng rồi đó, là trong tất cả những cái lời nhận xét của các ban giám khảo dành cho em thì em nhớ đến lời nhận xét nào nhất, và em gì vậy? Không, nói đi. Em thích ban giám khảo nào nhất? Không, cái này người ta đặt thiệt nha, em anh không có gà gì nha, người ta đặt thiệt. Không lẽ giờ trả lời. Em thích hả? Thật ra thì ban giám khảo nào cũng góp ý cho em những cái câu hỏi, những cái câu góp ý nó nói chung là nó mang tính xây dựng. Xây dựng kinh khủng luôn, có nghĩa là nghe xong là nhìn được vấn đề liền, là mình thấy được là mình đã sai chỗ nào liền. Để coi chị Lê Khánh nói với em là trong đó trong nghe có là chỉ là chị Khổng Tú Quỳnh với đại nhân thì lại là không có, có là hai người rất là cố gắng nhưng mà lại là không có khả năng quăng chụp miếng với em, nên nhìn em quăng miếng nhiều khi cũng thấy cô đơn. Nhưng mà nói chung là đây cũng là một cái cơ hội để em thể hiện được gọi là cái sự gọi là cái bản lĩnh của mình. Nói chung là khi mà mình sao ta, có nghĩa là mình phải tự lực cánh sinh á, cái kiểu mà diễn hài phải kiểu tự lực cánh sinh á, tức là khi mình quăng mà người ta không chụp thì mình tại phải vì, biết tại là vì không tự... phải tại vì không phải là không chụp, mà lại là hai người đó không có nhanh, có nghĩa là diễn hài á, những người nghệ sĩ hài quen người ta sẽ có cái độ nhanh. Còn anh đại nhân với Quỳnh là hai ca sĩ mà chỗ em thấy vô đó hai chị đã cố gắng kinh khủng luôn anh, và đại nhân cũng phải giả gái rồi này, nói chung là sao ta, nên bản thân mình cũng phải có được một cái sự sống hết mình với đam mê, sống hết mình với tất cả mọi thứ thôi. Nói chung là thích chị Lê Khánh nói là khi mà mặc dù là em không được cái sự tương tác hài hước với mọi người, nhưng mà em đang tập cho mình được cái sự gọi là bản lĩnh trên sân khấu và cũng như là mình control được, mình tiết tấu hài của mình như thế nào để mà không cần người chụp mà khi mình quăng ra khán giả vẫn cười nè. Rồi chị Trác Thiên Miêu, rồi cũng nói chung là giờ thật sự là không nhớ, nhưng mà mọi người đó góp ý cho em những cái hay không mà. Còn nhớ nhất thì có một lần là dòng đầu tiên anh Trấn Thành có nói với em là em là một người khá là khẩu lợi, rất là ứng biến trong lời nói nhanh, rất là nhanh, nhưng mà chỉ thiếu một cái là thiếu cái tiết tấu. Và nếu em giảm được cái tiết tấu và control được cái tiết tấu đó, em sẽ thành công. Và nói chung là với khả năng học hỏi của em thì em cũng hy vọng là em sẽ có thêm được nhiều kinh nghiệm quý báu hơn. Và rõ ràng là sau cuộc thi em học được rất là nhiều từ anh Thành và tất cả các ban giám khảo. Vậy thì giám khảo nào em thích nhất? Cái gì em? Cái gì em? Em hỏi câu nhỏ nha. Dạ. Cái gì? Em nói khi gì? Khi nhà học câu hỏi nhỏ tôi xanh như anh đã hứa. Cụ
cũng muốn lắm em mà giờ nhắc tôi sang này nhớ nữa, qua lâu còn rồi. Mà. Ồ, có tụi em chắc có tụi em đi hả? Anh không biết nữa nè, anh phải hỏi Quỳnh với lại Nhân. Quỳnh mấy này bị bệnh không có đi diễn nè, Quỳnh bị sốt hay gì nè. Anh Đại Nhân cũng mới ra MV, thấy mọi người nhiều dự án anh cũng không có dám hỏi tới. Nhưng mà để anh sắp xếp coi anh hỏi mọi người coi sao. Sao nãy anh Duy Thanh nói gì? Trong tất cả các giám khảo em thích giám khảo nào nhất? Trấn Thành. Okay. Tại vì anh Trấn Thành đó nha là sẽ cho mình thấy được điểm mạnh và điểm yếu của mình và cho mình luôn cách khắc phục. Không, tại vì anh đồng ý là Trấn Thành đầu tiên, anh cũng có coi một cái show đầu tiên của em, tại vì anh thấy là anh theo dõi tất cả những cái hoạt động của những nhân vật đã xuất hiện trong show của anh á. Dạ. Thì anh thấy là đúng như Trấn Thành đã nhận xét thì cái khả năng đài từ của em quá nhanh. Dạ đúng rồi. Và nó không có tiết tấu mà nó người ta sẽ không nghe kịp và người ta dạ, sẽ, đúng rồi. Người ta sẽ không nghe kịp để lĩnh hội cái sự vui đó như thế. Đúng rồi, người ta chưa có kịp tiếp nhận thông tin này mà em đã đưa ra một thông tin khác. Thông tin khác thì nó là bất ngờ. Đúng rồi. Anh nhớ cái nhận xét đó của Trấn Thành. Dạ. Rồi, tiếp theo là gì nữa không em? Dạ. Rồi, một phần đố vui dành cho em nha. Dạ. Anh phát một bài hát, nếu mà em đoán đúng tên bài hát anh gửi tặng em một cái Christmas gift của chương trình nha. Dạ. Bởi vì em có thể lựa chọn nè, cái này không phải của tôi nha, đừng có bỏ vô nha. Ở trên đi ha. Rồi. Dạ. Rồi, em đoán xem bài hát này tên là gì nha. Giai điệu sẽ trỗi lên, nếu em đoán đúng thì ngay lập tức anh sẽ nhận được một cái món quà. Nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Chạm vào quá khứ từng niềm đau,
sẽ mãi thôi chẳng thuộc về nhau. Đôi khi nhớ lắm những nụ cười, nhớ lắm lúc buồn vui, lời hẹn ước sẽ đến hết cuộc đời. Anh muốn trở về ngày hôm qua, sẽ bên em chẳng còn lìa xa, chôn sâu tất cả niềm đau để mãi nhớ về nhau. Vì anh muốn được mãi mãi yêu em. Những lúc ban đầu, phong cách thể hiện hiện đại mới lạ. Bánh quy vui vẻ cho bé, cho ba, cho mẹ cùng vui, cùng chơi, cùng cập nhật những thông tin thường thức gia đình bổ ích và những câu chuyện dành riêng cho bé. Bánh quy vui vẻ 18 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên FM Cảm Xúc tần số FM 89 MHz. Hãy truy cập Facebook On Air cùng biệt đội siêu nhiên để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba đã trở lại. Tôi là Duy Thanh sẽ tiếp tục với những câu chuyện thân tình của các nhân vật mà các bạn yêu thích. Chuyện đời, chuyện nghề, chuyện hậu trường, cùng những thử thách đầy cam go và siêu hài hước dành cho khách mời. Studio tối thứ ba 22:30 hàng tuần trên FM Cảm Xúc 89 MHz. Hãy truy cập Facebook Studio tối thứ ba để có những thông tin mới nhất từ chương trình. Studio tối thứ ba trên FM Cảm Xúc FM 89 MHz. Các bạn đang lắng nghe chương trình Studio tối thứ ba đang được phát sóng trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và tôi là Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại cùng với chương trình Still thứ ba đang được trực tiếp trên FM Cảm Xúc tần số 89 MHz và trực tuyến live streaming video tại hai địa chỉ website www.vovgiaothong.vn và radiovietnam.vn. Đăng ký kết nối với Duy Khánh Zozo, nhân vật khách mời đêm thứ hai comeback home với chúng ta thông qua số điện thoại đường dây nóng là 0838337826 quý vị nhé. Bây giờ sẽ là cuộc trò chuyện tiếp theo từ thính giả. Alo Duy Khánh xin chào ạ. Dạ em chào anh Duy Thanh, em chào anh Duy Khánh ạ. Ừ, chào em tên gì? Em tên gì? Dạ, em tên Thanh Nhàn. Thanh Nhàn, em định đặt câu hỏi gì nè? Dạ, cho em hỏi là từ khi anh bước chân vào con đường nghệ thuật đến nay thì anh có gặp những khó khăn nào và ai là động lực giúp anh vượt qua những khó khăn đó? Sao ta? Khi mà anh bước vào con đường nghệ thuật thì anh gặp rất là nhiều khó khăn. Bản thân mình lúc mà em biết vào cái nghề này là phải, nói chung là đôi khi mình không nổi tiếng á, người ta cũng không tôn trọng mình lắm. Rồi sau đó thì gặp nhiều khó khăn là mình không có đủ, nói chung là cũng không đủ nổi tiếng để mà được mời nhiều show, rồi cũng khó mình kiếm tiền được. Nói chung là mình phải trải qua rất là nhiều khó khăn, bởi vì đó là những cái bắt buộc mình phải trải qua để mà sau này khi mà mình thành công rồi mình mới thấy là người ta sẽ công nhận mình thành công là đúng, bởi vì mình đã có một khoảng thời gian cố gắng, một khoảng thời gian để mà
sao ta, để củng cố lại rất là nhiều thứ. Bởi vì muốn làm được nghệ thuật á, bạn phải trải qua những cái cung bậc cảm xúc nhiều lắm kìa. Và những cái người mà giúp anh đó chắc là cũng không ai khác là cha mẹ, rồi em trai của anh, rồi những người bạn thân, họ động viên nè, họ chia sẻ với em nè, rồi những anh chị cô chú trong nghề, họ nói cho mình biết được là à, mình phải làm như thế nào để mình là một cái hành động đúng đắn nhất, là tốt nhất, để mình sẽ mau thành công hơn chẳng hạn vậy. Và anh đã cố gắng để làm được điều đó, và đến thời điểm bây giờ anh vẫn đang cố gắng chứ chưa dừng lại. Rồi, tiếp theo ạ. Dạ. Em có xem rất là nhiều bộ phim của anh, vì trừ bộ phim Cô Giáo Khánh thì anh ấn tượng nhất là bộ phim nào? Ấn tượng Cô Giáo Khánh hả? Trong phim Cô Giáo Khánh thì ấn tượng vai diễn nào, học trò nào trong cái lớp học đấy, ấn tượng vai diễn bạn gọi là sao? Minh Chảnh. Tại phải vì... là phải không? Sao hỏi là những bộ phim mà anh tham gia ngoài bộ phim Cô Giáo Khánh ra thì anh ấn tượng nhất là vai diễn nào? Vai diễn nào của anh luôn hả? Sorry em, nãy giờ ngựa ngồi ghép hình đây nè, cầm điện thoại ghép hình ở Facebook cái không tập trung. Cái vai diễn nào hả? Vai Hoàng trong phim Chuyện Tình Bà Nội Trợ. Một cái vai là một cái cách diễn trước giờ là anh chưa bao giờ diễn, là một vai đứa con của cô Trịnh Kim Chi. Một vai tên là Hoàng, và sống rất là nội tâm, lúc nào cũng phải chịu những áp lực từ gia đình, và luôn thương mẹ, rất là thương mẹ, và giúp mẹ vượt qua hết những cái nỗi một phần trong cuộc sống. Rồi cũng nói chung là bộ phim nó kết thúc có một cái kết thúc rất là viên mãn. Phim truyền hình 36 tập và đã mới chỉ chiếu xong cũng được một tháng rồi. Có coi luôn phải không? Ôi, I Love You. Thì đó, cái phim đó thì anh cảm thấy là cái vai diễn anh rất là thích, tại vì nó rất là đời, nó đời so với những cái vai diễn hài hước của anh. Dạ, em coi rất là nhiều bộ phim như là Gia Đình Bố Quả, em thấy anh đóng vai Cát anh cũng rất là dễ thương. Cảm ơn em, vai Cát dễ thương lắm. Còn gì nữa không? Rất là hồn nhiên bộ phim đó, anh rất là thích bộ phim đó nhất luôn. Vậy hả? Trời ơi, phim đó lên 100+ tập phải không? Hay 150+ rồi? Dạ. 151 tập rồi. Đang chiếu lên 100+ rồi. Rồi, tiếp theo là gì ta? Em có điều gì muốn chia sẻ thêm không ạ? Hình như là bộ phim mới nhất của Khánh là Mắt Nai gì đúng không? Mắt Nai hả? Em tham gia nhưng mà em bị ngừng giữa chừng. Yeah. Tại vì dưới cái Cùng Nhau Tỏa Sáng á, nên không có tiếp tục được. Rồi, anh có nghe anh nói là anh sẽ đóng một bộ phim mà chiếu rạp anh. Bộ phim Điều Vụ Chân Dài không? Điều Vụ Chân Dài anh cũng bỏ luôn đó em. Trời, anh buồn muốn chết. Bỏ là tại vì tại vì dưới cái Cùng Nhau Tỏa Sáng anh đâu có tham gia được nhiều đâu, nên anh ngưng luôn. Nói chung là anh sẽ cố gắng là tìm những cái cơ hội khác, tại vì nói chung là cũng không phải, nói chung nghĩ đi nghĩ lại cũng là tùy duyên anh. Đúng rồi, anh Thanh mình không có duyên với cái phim đó nên chắc mình bị trắc trở, nên thôi cái anh cũng không, anh sợ anh cam không được, tại vì phim đó cũng bối cảnh chính quay ở ngoài Nha Trang được, anh sợ anh chạy ra chạy vô không được á, không có chăm chút cho cuộc thi đại nhân chửi chết khán giả chửi chết, nên thôi anh thi sinh. Tiếp theo ạ. Như vậy thì có lẽ là do những cái duyên ở trong cuộc sống nó không có, thành ra thì những cái dự án âm nhạc, những cái dự án điện ảnh của Khánh nó cũng bị gián đoạn. Chắc trở theo. Dạ. Rồi tiếp theo là có câu hỏi gì nữa không em? Alo. Em cũng nghe em ngoài MV anh quay MV thì nó mới gọi anh có định dự tính này sẽ quay những MV ca khúc của anh như là Nhà Đã Mật Tông, hay là có lẽ anh như em vừa lúc nãy em phát anh. Anh chưa có ý định quay MV, tại vì quay MV tốn rất là nhiều kinh phí mà mình thu lại không được nhiều. Có những các anh chị ca sĩ khác thì họ ra MV xong họ sẽ đi diễn và lấy cái tiền cachet đó để bù vô lại, hoặc là họ đi diễn trước, họ rất là nhiều tiền để lại MV. Còn anh thì anh đi đóng phim cho mục đích khác, anh kiếm nhiều tiền để mà anh chăm chút cho cuộc sống của anh, với lại sau này anh còn chữa bệnh nữa, nên anh chưa có, nên anh nghĩ là MV nó không cần thiết trong khoảng thời gian này, hơi tiếc cho điều đó. Tại em thấy anh chuyên về diễn viên mà anh hát rất là hay, em thấy những bài hát hay. Cảm ơn em rất nhiều. Tại em cũng mới biết anh khoảng thời gian đây rồi ạ. Em cũng mới theo dõi fanpage của anh cũng như là trang cá nhân của anh thôi ạ. Tại em biết em là cũng nhiều fan của Duy anh biết luôn mà. I love you. Thank you em rất nhiều. Em thấy anh qua chương trình đất chiến với chị cũng rất là dễ thương, rất là hài hước. Vậy là em coi thấy đều muốn hết cái chương trình của anh luôn rồi đúng không? Tức là Duy Khánh, cái gì Duy Khánh tham gia là em cũng theo dõi đúng không? Đúng rồi, em thần tượng của các em, thần tượng đó hai người luôn. Em vừa theo dõi chị Du Lê nữa cũng vậy. Du Lê nha. Du Lê với bộ phim mới là bộ phim Yêu đúng không em? Dễ thương quá trời. Dạ, anh có ngàn số thì cảm nhận chị đó mà. Cảm nhận bộ phim anh đó là một bộ phim kiểu là, tại vì anh đã từng coi The Love of Siam của bản gốc Thái Lan, thì cái này nó cũng kiểu tự tự như vậy, thì coi nó cũng không quá bất ngờ, nhưng mà anh thấy
được là Gil diễn cũng khá là ok, tại vì Gil cũng là lần đầu tham gia phim điện ảnh mà, như vậy là quá ok. Còn Chibu thì tạo được cho người xem rất là nhiều cảm xúc, và cái cặp đôi đó quá dễ thương. Và anh tin chắc là sau bộ phim đó hai người đó sẽ còn tạo được nhiều cái dự án cú hit khác nhau nữa ha. Rồi, rồi cảm ơn em rất nhiều. Con nhìn. Anh cảm nhận chị Yêu Lê, anh cảm nhận tính tình của chị Yêu Lê ngoài đời như thế nào anh? Anh hả? Anh thấy chị Yêu Lê, anh không tiếp xúc nhiều, không dám nhận xét nhiều nha. Anh chỉ thấy đối với anh là Yêu Lê rất là ga lăng, kể cả đối với anh Yêu Lê cũng rất là ga lăng, rất là kiểu mà lạnh lùng, cool cool rồi. Nhưng mà nói chuyện ra cái là dễ thương lắm, bánh bèo lắm. Dạ, nói chuyện mà cười một cái là thấy dễ thương liền. Rồi, rồi. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Rồi, chào em. Bây giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc kết nối nữa. Thời gian không còn nhiều lắm nên Thanh sẽ cố gắng kết nối hết tất cả quý vị thính giả đã đăng ký trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Nhưng mà chắc không hết đâu, nhiều quá. Alo, Duy Thanh xin chào ạ. Dạ, em chào Duy Thanh, em chào Duy Thanh ạ. À, chào em. Em ở đâu vậy ạ? Dạ, em ở Bắc Giang ạ. Bắc Giang, giọng nói của em nó rất là trầm và nó... Ủa, Bắc Giang hả? Trời, em nghe không rõ, em nghe thành Bắc Tưa. Em tưởng đâu trong quận 1. Rồi, câu hỏi của em là gì vậy ạ? Em muốn hỏi là người bạn thân nhất của anh ở ngoài bây giờ là ai vậy ạ? Ở ngoài là Ngọc Minh, là một bạn mà đóng vai Minh Chảnh trong cô giáo Khánh School TV á. Có phải là người đó là người lead cho tấm ảnh này của em không? Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Trời ơi giận quá trời giận nó đó. Cái canh em ngủ nó mặc đồ cho em đó, nó điên rồi. Rồi sao nữa nè? Anh hâm mộ và thần tượng ai nhất ạ? Anh thần tượng và hâm mộ Trấn Thành nhất. Sao ngày hôm nay nhắc 10 lần Trấn Thành rồi đây? Chết cha chưa. Chà, về là anh nhảy mũi từ nãy đến giờ. Rồi còn hỏi gì nữa nè? Các bạn câu chưa hỏi hết rồi, bây giờ em muốn đố anh vài câu đố vui đúng không ạ? Ok, hay là mình đố một câu thôi, tại vì còn rất là nhiều, tại vì 12 giờ là off show rồi. Và mà còn một ca khúc nữa là Khánh hát nữa. Để em đố anh một câu nha. Khi nào 2 nữa 5, 5 nữa 0 và 0 nữa 2 ạ? Chết rồi, em nghe không rõ luôn mà. Khi nào là 2 lớn hơn 0 hả? 2 lớn hơn 5, 5 lớn hơn 0 và không lớn hơn 2. Khi nào lặp lại khi nào là 2 lớn hơn 5? Vâng, 5 lớn hơn 0 ạ. 5 lớn hơn 0? À, 0 lớn hơn 2 ạ. 0 lớn hơn 2 ạ? Vâng ạ. Hả? Trả lời đi, anh không biết. Ồ, em nghe là em thấy không biết trả lời rồi. cái gì mà câu khác đi, pass qua đi net. Ừ, câu gì mà nó mang tính chất là nó giải trí đi em. Ừ. Trời ơi, em chơi trí tệ quá. Có lên giải trí mà. Vậy hả? Việc đầu tiên anh làm mà khi mở mắt là gì ai? Lộ rồi. Câu tiếp theo nha. Câu tiếp theo, câu cuối cùng tiếp theo. Khi bước đi thì chân trái khác chân phải ở điểm gì ạ? Khi bước đi chân trái khác chân phải ở điểm gì? Nó khác ở cái hướng cái mũi chân nó đi đúng không? Khác ở cái điểm đến. Một chân đi trước còn một chân đi sau. Bỏ luôn đi em nha. Vỗ tay cho em 2 triệu. Trời ơi trời, em giết anh đi. Rồi anh cảm ơn em rất nhiều đã góp vui một tiết mục. Trời ơi làm khó. Nói chung là gần khuya nên cảm thấy rất là buồn ngủ, nên thành ra thì những cái câu hỏi của em rất là thú vị để giúp cho anh và Duy Khánh nó tỉnh táo hơn. Cảm ơn em rất là nhiều luôn ha. Dạ rồi. Rồi xin cảm ơn em rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với phần hát của Duy Khánh. Chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc là Nãy nói hát bài gì đó quên rồi. Dù thế nào đi nữa của Cao Thái Sơn đúng không? Trời, đây là những cái bài mà hồi xưa tụi thơ anh thích lắm. Không biết tụi em biết không nữa. Lo quá à. Thôi kệ. Đây nè, về coi lại mấy cái clip mà 89X hồi xưa đó. Dạ mấy bữa nay Facebook người ta share quá trời đó. Trời ơi thích bài quá trời thích. Vậy hả? Dạ. Trời ơi. Tụi thơ đó. Có chưa? Có rồi. Yeah, thank you. Đây. Dù thế nào đi nữa qua phần trình bày của Duy Khánh Jojo trong buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ. Trên lỗi cũ mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em, thì hơn ghen không làm anh và em chia đôi tình chúng ta đâu như trò vui. Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé, dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mà thế.
chân trời. Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta. Dù cho sống trôi xa, dù cho cây hấp gầy, thì tình anh luôn trao về riêng em. Sống có lúc đêm, nhưng rồi cũng sẽ tan. Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần. Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình. Nguyện mãi luôn chỉ có mình trên lỗi cũ. Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em, thì hơn ghen không làm anh và em chia đôi. Tình chúng ta đâu như cho vui, mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé. Dù có biết đâu ngày sau, dù chẳng mấy ai ngờ mãi thế nào, anh với em chung lối đi về. Hoa những cánh bướm trắng bay đến nơi chân trời. Từng ngày qua sẽ mãi trong lòng ta. Dù cho sống trôi xa, dù cho cây héo gầy, thì tình anh luôn trao về riêng em. Sống có lúc đêm, nhưng rồi cũng sẽ tan. Chẳng bao giờ mình lại cách xa thêm một lần. Từng đêm thâu anh mơ về tình yêu chúng mình. Nguyện mãi luôn chỉ có mình thâu anh mơ về tình yêu chúng mình. Nguyện mãi luôn chỉ có mình em. Nguyện mãi luôn chỉ có mình em thôi. Các bạn thân mến, ca khúc vừa rồi cũng sẽ khép lại cái chủ đề Comeback Home cùng với Duy Khánh Jojo trong buổi tối ngày hôm nay. Có rất nhiều cảm xúc bởi vì có vẻ là Duy Khánh Jojo trong buổi tối ngày hôm nay thân mật hơn so với 4 đêm trước mà anh cảm nhận được. Và cũng rất là mong quý vị thính giả cũng sẽ tiếp tục theo dõi những cái bước chân khác của Duy Khánh Jojo khi mà tiếp tục cho ra những cái sản phẩm mới vào thời gian tới. Còn bây giờ là thì do là cái thời điểm mà chuẩn bị đón năm mới, một cái mùa lễ hội Giáng sinh và Christmas. Bây giờ nếu mà gửi một cái tin nhắn nào đó cho cái người mà em quan tâm đầu tiên em suy nghĩ trong đầu, thì bây giờ là em có thể gửi cái điều gì và người đó là ai? Em luôn mong người đó luôn luôn cảm thấy lúc nào cũng là vui, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái để bớt được những áp lực của công việc, và phải là lúc nào cũng phải suy nghĩ tích cực và em gửi cho ba người đi rồi. Cái đó là người đầu tiên đúng không? Lúc nào cũng phải vui vẻ và hãy cứ như vậy, hãy cứ hạnh phúc với những điều nhỏ nhoi như vậy. Và em rất là thương người đó ở điểm ở những cái điều nhỏ nhặt và tự nhiên như vậy. Còn cái thứ hai là em mong cho cha mẹ của em lúc nào cũng nhiều sức khỏe và các em trai của em học giỏi thật tốt. Và cái thứ ba là dành cho tất cả những người bạn của em, rồi có anh BB Trần nè, chị Băng Nhi, chị Huỳnh Mến, ca sĩ Đại Nhân, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, rồi người nhắc 10 lần em trong show ngày hôm nay. Rồi cả anh Trấn Thành, rồi bạn Ngọc Minh, rồi những người bạn xung quanh em, rồi Hương Trang này nọ. Hy vọng là những người bạn đó luôn luôn yêu thương mình và luôn đồng hành cùng với mình trong những cái bước tiếp, trong nói chung là đồng hành trong những cái bước tiếp theo trong cuộc sống này. Và cảm ơn chương trình Studio Thứ Ba, cảm ơn các bạn fan đã cho anh một cơ hội để quay trở lại.
với chuyên mục Comic Home ngày hôm nay. Không có các bạn thì chắc chắn sẽ không thành công ngày hôm nay. Và hứa hẹn là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong buổi offline gần nhất. Và còn riêng các bạn ở Cần Thơ, anh sẽ sớm tìm cơ hội về xuống Cần Thơ để có dịp giao lưu với các em nha. Rồi. Bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào tối thứ ba tuần sau vào lúc 22:30 cùng với Comeback Home. Chúng ta sẽ biết được nhân vật Comeback Home vào tuần sau là ai. Nếu như quý vị thính giả truy cập vào fanpage Facebook của chương trình với từ khóa là Still Thứ Ba, các bạn like fanpage này để theo dõi những hoạt động mới nhất của chương trình nhé. Còn bây giờ thì mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm ơn Duy Thanh rất nhiều.